Xin chào các bác, chào các bác quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Salon Tùng Bách Thái Nguyên, có địa chỉ tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại của em Huyền thì em đã ghim ở dưới màn hình rồi, nếu như bác nào đang có nhu cầu tìm cho gia đình mình một chiếc xe lướt đầy cao, chất lượng và được đảm bảo về mặt pháp lý, hãy đến với Salon ô tô Tùng Bách và gọi điện cho Huyền theo số điện thoại đấy nha. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến các bác hai sản phẩm vừa mới cập bến Salon ô tô Tùng Bách. Một chiếc 7 chỗ, đó là Veloz Cross, nhưng chiếc này là bản CVT, sản xuất 2022, lăn bánh 2 vạn 1.000 km, với giá chào bán là 585 triệu đồng, vô cùng là phù hợp. Màu của nó là màu kiểu như là màu bạc ấy, màu này nó không hẳn là cái màu bạc, em khó tả quá, nhưng mà cái màu này nó rất là đẹp. Chắc là các bác nhìn trong video cũng thấy rất là rõ cái màu của nó, màu ánh bạc, nhìn rất là phê luôn. 7 chỗ ngồi và máy thì 1.5, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu các bác nha. Chiếc xe thứ hai mà em giới thiệu đến các bác là một chiếc xe 5 chỗ đến từ thương hiệu Kia. Đây là Kia Cerato bản 1.6 Luxury, sản xuất năm 2021, xe lăn bánh 3 vạn 4.000 km và sẽ được chào bán với giá là 535 triệu đồng. Xe thì cực kỳ đẹp và cực kỳ chất. Bây giờ thì em liền sẽ mời các bác cùng với em đi vào chi tiết của hai chiếc xe này. Chắc chắn đầu tiên là em phải quay chiếc Veloz Cross CVT này cho các bác trước rồi, vì sản phẩm này hiện tại đang là độc nhất vô nhị của nhà Tùng Bách vừa mới cập bến. Còn Cerato thì em đã có rất là nhiều xe nào cũng như xe nào nội ngoại thất và keo chỉ đều zin, nên tí nữa sẽ quay chi tiết sau các bác nha. Đầu tiên sẽ mời các bác nhìn vào cái phần nóc của xe đi. Xe này thì vừa mới về và hiện tại em Huyền đang quay trong tình trạng xe mộc toàn bộ, lốp zin theo xe, rãnh nóc còn sâu và dày, cái này không phải bàn. Trên na răng vẫn còn nguyên dấu chấm sơn đánh dấu của nhà máy, tại vì là xe đi có 2 vạn nên đương nhiên là lốp zin theo xe toàn bộ rồi. Hơi bẩn một chút em cũng gọi là chưa rửa qua đâu, có một vài vết xước răm rất là nhẹ nhọ, cái này là bẩn này, cái này không phải xước luôn nhá mọi người nhá. Đi quay quanh qua cái xe này để cho các bác xem là nó có xước sát ở đâu không Dũng nhá. Em chưa thấy có một cái xước sát gì ở cái con này luôn, chắc là chỉ có đánh bóng qua, sau đấy là dọn dẹp nội thất và ngoại thất. Nhìn qua là thấy con này nó có trang điểm các điểm cảm biến lùi này, có trang bị các cảm biến lùi đầy đủ rồi này. Lốp sau cũng như lốp trước rất là đẹp và dày. Đấy, các bác nhìn cái lốp của nó này. Nói chung là lốp này là mua về chỉ việc đi thôi, không phải lo thay lốp. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì cũng rất là tiết kiệm, đường đô thị có hơn 7 lít thôi. Em nghĩ là nếu như mà sử dụng chuẩn mà mình sử dụng trên đường thực tế thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 lít hoặc là 8 lít rưỡi tùy chân ga. Nội thất bên trong vẫn còn nguyên bản, chưa có được vệ sinh gì hết. Thì nhìn qua là chủ xe họ cũng giữ gìn chứ không phải là không. Vì nhìn em thấy nó rất là sạch sẽ, táp ly táp lô không xước sát. Cái này là chắc chắn đời cao mà. Ghế của nó là ghế nỉ các bác nhá, ghế nỉ pha với da này. Hai màu cơ bản là tông đen và màu be, rất là sạch sẽ, trang bị đầy đủ thảm trải sàn rồi. Vô lăng, Dũng ơi, quay vô lăng cho các bác xem này, vô lăng rất là đẹp đúng không? Các bác bảo đi có 2 vạn cây mà đời cao như này thì những cái chi tiết hao mòn nó là chưa có sự hao mòn trên tất cả những cái chi tiết sử dụng của xe. Có màn hình cam nùi rồi, đấy, trần phà thì hoàn toàn không có bẩn nhá các bác nhá, trần phà không bẩn như một chút xíu nào. Thiết kế hiện tại bây giờ thì người ta làm thêm một cái ở đây nữa để mình có thể gọi là để cốc nước hay cái gì đấy thì nó sẽ tiện cho người lái xe hơn. Con này nó là bản CVT nên là ghế của nó là ghế chỉnh cơ, không phải chỉnh điện này. Khoang sau thì rất là rộng rãi, đây là cái khoang ngồi thứ hai các bác nhá. Khoang sau thì rất là rộng rãi, cảm giác như là ngồi 5 chỗ vậy, vì em ngồi khá là nhiều xe 7 chỗ thì cái đoạn này này nó hơi sát nhau một chút để người ta chừa cho cái khoảng hàng ghế thứ ba, nhưng mà con này thì cực rộng rãi. Em quay vào đây cho các bác xem hàng ghế thứ ba nhá. Ghế thứ ba gần như là không sử dụng đến, mới dã man luôn các bác ạ. Cả cái con xe này nó đều mới, đây là xe mộc toàn bộ mà các bác nhìn xem nó sạch và đẹp như thế này luôn. Nói chung là khi mua xe cũ thì các bác lựa những cái chiếc xe mà người ta giữ gìn thì mình mua cũng an tâm hơn. Cửa gió điều hòa là trang bị ở phía trên này để đảm bảo hàng ghế thứ ba cũng được mát. Đây này Dũng ơi, quay vào đây những cái điểm này để các bác xem nhé. Cửa kia các thứ này chưa hề bị tháo ra, vẫn còn zin, keo chỉ zin, kính zin, máy móc động cơ hộp số zin và km là cũng zin, đảm bảo cho các bác luôn về cái vấn đề đấy. Xe này nhà em mua thì cũng đã check lịch sử hãng trước khi mua rồi, tại vì những cái xe đời cao bây giờ ấy mình phải kiểm tra kỹ lắm mọi người ạ, vì đôi khi bây giờ người ta rất là kỳ thị cái vấn đề là lịch sử hãng của xe, nên là em phải kiểm tra rất là kỹ để đảm bảo xe cho các bác. Nói chung là mình mua những xe đấy thì mình bán ra cũng tự tin hơn.
máy móc thì là vẫn nguyên, em chưa có vệ sinh đâu. 2022 thì chắc chắn là da máy nó phải sáng choang rồi. Răng dàn cò hay là ốc yếc đều vẫn còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất, không có mất đi cái gì cả. Máy thì là chưa có dấu hiệu bị da. Nói chung là nguyên bản 100% nhà sản xuất luôn các bác nhá. Nguyên bản 100% luôn. Sau video này thì em sẽ cho đi vệ sinh khoang máy này, vệ sinh nội thất, và thậm chí là em sẽ xem có, nếu mà có xước sát thì em sẽ sơn tỉa hoặc là đánh bóng cho xe mọi người ạ. Nhìn cái thiết kế đầu của nó cũng rất là đẹp. Đây nhìn qua nhá, không thấy có xước sát gì đâu. Không để có xước sát cần phải sơn tỉa đâu, mà chắc chỉ có gọi là nếu mà cần thì sẽ đánh bóng qua lại một lần thôi, chứ còn cái con này thì quá là đẹp rồi các bác ạ. Đây là phía bên này các bác nhìn xem. Xe quá là đẹp nhá, một chiếc xe 7 chỗ, một chiếc xe 7 chỗ. Đây, một tí xíu ở đây chắc là do lúc họ mở cửa không để ý là chạm vào cánh cửa khác. Đây các bác này, kiểu như hai xe đỗ sát nhau xong không để ý là chạm vào cái cánh cửa của người ta, một chút xíu ở đấy thôi. Đây các bác, xước sơn một tí xíu thôi mọi người nhá, xe quá đẹp. Trước này là Veloz Group bản CVT, cha sản xuất 2022, đi 2.000.000 km. Đăng kiểm của nó thì còn đến tận tháng 10 năm 2024, rất là dài. Và giá chào bán của Salon ô tô Tùng Bách cho chiếc xe này, một chiếc xe 7 chỗ đến từ thương hiệu Toyota, với giá là 585 triệu đồng mọi người ạ. Chiếc xe thứ hai mà em Huyền sẽ quay cho các bác trong video này là con Kia Cerato 1.6 Luxury 2021 này các bác nhé. Nói về Kia Cerato 1.6 Luxury lại còn cùng màu trắng và cùng 21 thì em đang có hai xe. Con này vừa về hôm qua là đi có 3.4 và hiện tại là hôm qua về em cũng chưa kịp rửa con này nên là nó khá là bẩn màu trắng, nên chắc là các bác sẽ nhìn rõ nếu mà rửa thì nó phải sạch hết mấy cái bẩn bẩn ở đây con. Nhưng mà con này là chưa có rửa đâu, em cho quay video cho các bác luôn. Lốp này, lốp láp này, lốp là rãnh lốp còn dầu, tua còn dày này, tua lốp các thứ là vẫn còn nguyên, tha hồ mà sử dụng. Bọn này thì được cái ưu điểm là thiết kế ngoại thất của nó rất là đẹp, trang bị option nhiều nên là từ cái na răng người ta làm cũng rất là đẹp nha mọi người nhá. Nhìn nó rất là bắt mắt, rất là hợp với lại thời trang, xu hướng bây giờ. Ghế là có ghế chỉnh điện. Đấy, con này thì bên trong hơi bẩn một chút xíu, chắc là do lái xe xong kiểu trời mưa xong là nhẵm lên ấy thì nó hơi bẩn một chút xíu, em sẽ cho đi vệ sinh. Cũng đã được lên thảm trải sàn đủ hết rồi, ghế chỉnh điện, mép ghế, lòng ghế hay là da ghế toàn bộ rất là mới và đẹp, không có dấu hiệu xuống cấp, bị rách hay là bị sòn gì cả. Táp ly này vẫn còn nguyên đẹp, không có xước sát, đặc biệt trên phần những cái nút này này, bảng điều khiển trung tâm ấy nó cũng không bị mờ, vẫn còn trắng và rõ nét. Nội thất ở bên trong thì em quay cho các bác xem nhé, rất là đẹp đúng không ạ? Con này thì phải nói là cái độ đẹp của nó là điên đảo luôn, vì nói thật ra 2021 đến bây giờ là cũng 2 năm sử dụng rồi. Nếu mà tính ngày tháng cụ thể là tầm 2 năm sử dụng nó đi 3.4 thì mỗi năm người ta cũng chỉ đi hơn 1.000 thôi. Rất là đẹp và rộng rãi, vì đây là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C. Trần màu kem và không vết bẩn, được trang bị thêm cửa sổ trời các bác nhá, có cửa sổ trời luôn. Con này đi 3.4. Điều hòa các thứ auto hết. Đấy, như em giới thiệu từ đầu, cái dòng Kia này là một cái xe kiểu của Hàn Quốc nên là người ta chú trọng vào cái ngoại hình rất là nhiều. Không những xe cộ mà con người của người ta lúc nào cũng thích đẹp. Khoảng cách ngồi ở ghế trước và ghế sau thì rộng rãi, vì đây là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C mà. Nói chung là mua cái xe này thì rất là rộng rãi. So với những chiếc xe hạng A, hạng B thì con này rất là phù hợp. Em thấy con này là phù hợp nhất rồi, vì nhiều khi hạng D thì nó lại đắt tiền quá. Thì trong tầm giá hợp lý thì em thấy bọn Cerato hoặc là Enenta là cái lựa chọn phù hợp nhất các bác nhá. Trong nhà em còn một con nữa, em phải quay vào đây để cho các bác xem, không thì các bác lại bảo là có một con bán mãi không được. Dũng đi trước đi, Dũng đi trước đi để chị che cái biển này, vì xe này là xe không bán. Đây là Outlander nhá các bác nhá, Outlander 2018 CVT, lăn bánh 79.000 km, giá chào bán của nhà em là 560 triệu đồng. Năm nay thì giá của nó rất là hợp lý đúng không các bác? Em nhớ năm ngoái em bán Outlander, tại vì tự nhiên nhớ ra, tại vì là cái anh đấy vừa mua một con Soluto của em nữa. Năm ngoái 2018 là 670 hay 680 cái lúc bán cho anh ý, xong rồi tụt xuống 62, 63 và bây giờ thì nó chỉ có 560 triệu, giá quá hợp lý đúng không ạ? Đây các bác này, bên kia để bật cái điện lên nhá. Đây các bác, đây là cái con Cerato màu trắng nữa của nhà em. Đây các bác nhìn xe rửa sạch lên là nó sáng choang như thế này cơ mà. Con kia thì hôm qua lấy về như nào vẫn để nguyên như thế. Chưa có vệ sinh, à con đấy chưa quay máy cho các bác đâu nhỉ. Tí ra quay cho các bác xem cả phần máy của con đấy nữa.
Con này cũng là 2021 1.6 Luxury nhá. Nhưng mà nó đi 6 vạn cây rồi mọi người ạ, đi 6 vạn cây, màn hình cam lùi cam hành trình có đủ cả. Các bác thấy không? Em có hai con liền. Accent thì duy nhất là còn một con này thôi, là bản tiêu chuẩn 2021 này. Hôm qua thì em đã bán cái con là màu trắng đi 8.000 km về Thái Nguyên rồi các bác ạ. Nhiều bác hay bảo là tháng 7 là tháng kiểu như là tháng tháng gì nhỉ? Người ta hay kiêng mua tháng 7 ấy, nhưng mà nhà em lại bán rất là nhiều xe. Hôm qua bán được tận 5 xe liền. Bình thường thì mỗi ngày bán tầm khoảng một xe hoặc là hai xe, nó cứ túc tắc vì tháng 7 mọi người hay kiêng ấy, nhưng mà hôm qua lại đột biến bán được tận 5 xe, chính xác là 6 xe, nhưng mà con Beijing thì họ lại cọc vào tối muộn hôm qua nên là em chưa có đăng giao dịch, sẽ để dành đăng cho ngày hôm nay mọi người ạ. Tháng 7 này các bác mua xe thì các bác sẽ được một cái giá hợp lý hơn một chút so với những tháng khác. Tại vì theo xu hướng chung, để em mở cái máy của con này ra cho các bác xem máy của con Cerato này nhá. Con này là con mới về mà, rất là đẹp. Nhưng mà các bác phải chuẩn bị tinh thần đấy, vì chắc là máy nó sẽ hơi bẩn, chưa được vệ sinh, chưa được gì cả. À không, cũng không bẩn đâu. Đây các bác nhìn này, cái này là chủ cũ người ta đã rửa dọn trước khi bán rồi. Cái này là chắc là chủ cũ người ta kiểu cũng thi thoảng người ta vệ sinh cho xe của mình ấy. À, không, đây là không phải nhà em rửa mà mua về đã như thế rồi, chứ nhà em rửa là cái này nó phải sạch tinh bóng nhẫy cơ, chứ nó không có ấy. Vì mình rửa thì rửa chi tiết bằng nước nã, nhưng mà kiểu mình bôi dưỡng ấy, thì nó sáng, da máy sáng này, không han gì, không gì hết luôn. À, ốc yết các thứ vẫn còn nguyên. À, rồi là máy không có dấu hiệu bị da, nói chung là zin đét, các bác không phải lo về phần chất lượng nhá. Xe nhà em đã bán ra là hễ có bất kỳ cái vấn đề gì là nhà em báo cụ thể và chi tiết cho các bác, chứ nhà em không có bao giờ có cái chuyện là xe lỗi mà bảo là xe đẹp. Nếu như mà có một vài cái xe nó có vấn đề nhỏ thì là cũng trong cái phạm vi cho phép, tức là nó không ảnh hưởng gì đến vận hành của xe thì nhà mới làm và cũng sẽ báo cụ thể cho các bác, đồng thời bán đúng với cái giá trị của chiếc xe, tức là tiền nào của đấy, chứ không có chuyện là xe bị lỗi một chút hay như nào đấy mà bán với cái giá xe đẹp đâu. Các bác cứ yên tâm. Salon em thì có địa chỉ tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Đây là hai cái sản phẩm vừa mới về, em xin phép được báo giá lại. Đấy là Kia Cerato 1.6 Luxury 2021, 3.4.000 km, 535 triệu đồng. Và Veloz Group, con này nó là bản CVT, sản xuất 2022, đi 2.100 km và giá bán là 585 triệu đồng các bác nhá. Như các bác cũng thấy là ở trong nhà hiện tại thì em đang có rất là nhiều xe. Những chiếc xe thuộc phân khúc hạng hạng A, hạng B đều có, hạng C cũng có, gầm cao như CX-5 này cũng có, hoặc hạng D như là Kia Optima cũng có luôn. Nhiều xe cực kỳ nhá. Con này là Merlin Luxury 2022, 9.000 cây này các bác này. Rất là nhiều xe luôn. Có những con xe chưa cả ra tên, ví dụ như Vios E CVT 2023, hoặc có cả một con xe lướt Hyundai i10 970 km 2022. Nói chung là nhiều xe lắm, cả phía bên kia nữa kìa. Hạng A, hạng B, hạng C, gầm thấp, gầm cao đều đủ cả. Nếu như bác nào mà đang có nhu cầu mua xe đẹp, xe lướt thì hãy gọi điện cho em Huyền Tùng Bách theo số điện thoại ghi trên màn hình. Em có sử dụng Zalo số đó luôn. Hỗ trợ trả góp là toàn miền Bắc, và nếu như anh chị nào có nhu cầu vận chuyển xe đến tận nhà thì bên em cũng có cả dịch vụ đấy nha. Bao cho các anh chị về vấn đề chất lượng xe và pháp lý cho đến trọn đời. Phạt nguội thì chắc chắn là không có rồi. Nếu như có những cái lỗi phạt nguội chưa trách ra thì cho dù một năm sau anh chị đi đăng kiểm mà phát hiện ra lỗi trước ngày anh chị lấy xe ra khỏi salon thì bên em vẫn sẽ có trách nhiệm chịu toàn bộ cho mình. Cái này đó là uy tín của cửa hàng rồi. Salon ô tô Tùng Bách rất mong sẽ là địa điểm, là địa chỉ uy tín và là nơi để cho anh chị có thể gửi chọn niềm tin, lựa chọn cho mình một chiếc xe lướt với giá tiền phù hợp mà chất lượng lại cao về phục vụ cho gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video ngày mai ạ.